Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mối quan hệ trong bóng tối của người đồng tính giống như là bức màn bí ẩn. Chỉ khi xảy ra những vụ án mà người đồng tính là nạn nhân, những bí ẩn về thế giới thứ ba mới sáng tỏ. Dư luận đã không khỏi bàng hoàng về những vụ án mạng sát hại bạn đồng tính xảy ra. Cách đây nhiều năm, vụ án sát hại nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh xảy ra tối 26 tháng 1 tại hẻm 39 đường Chánh Hưng, phường 10, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân bị hung thủ đâm gần 20 nhát trong tình trạng khỏa thân. Chưa đầy 24 giờ sau khi gây án, sát thủ 15 tuổi bị bắt khi đến bệnh viện băng bó vết thương. Tại công an, hung thủ Nguyễn Công Bảo khai nhận có mối quan hệ đồng tính với nạn nhân. Biết nghệ sĩ Đỗ Linh có tiền nên cậu ta nảy sinh ý đồ cướp tài sản. Sau một lần rủ bạn tham gia cướp nhưng không thành, tối ngày 26 tháng 1, Bảo tiếp tục đến nhà nghệ sĩ này. Sau khi ân ái, nhân lúc Đỗ Linh vào nhà vệ sinh, hung thủ dùng dao tấn công từ phía sau. Do nạn nhân kêu cứu nên Bảo hoảng sợ, không kịp lục soát tài sản rồi tẩu thoát. Lời khai của hung thủ cho thấy, phía sau những mối quan hệ của người đồng tính tiềm ẩn nhiều phức tạp không lường trước. Quan hệ tình tiền của người đồng tính dường như chỉ lộ ra khi xảy ra các vụ trọng án, mà chính người trong cuộc là nạn nhân. Đại tá Nguyễn Văn Quyền, trưởng phòng kỹ thuật hình sự PC54 Công an Hà Nội đánh giá, cách thức giết người trong các vụ án liên quan đến người đồng tính thường dã man. Khám nghiệm tử thi cho thấy trên người nạn nhân có nhiều thương tích. Điều này chứng tỏ hung thủ thực hiện hành vi quyết liệt, nhất là những vụ án do ghen tuông. Trong quan hệ của người đồng tính có hai dạng, quan hệ giữa hai người cùng đồng tính theo kiểu yêu đương và quan hệ với một bên là người đồng tính. Những vụ án giết người đồng tính do ghen tuông thường xảy ra ở mối quan hệ thứ nhất. Do cơ hội kiếm tìm người yêu không dễ nên người đồng tính hay ghen. Tính chất những vụ giết người để trả thù tình của người đồng tính do vậy thường dã man. Ở dạng quan hệ thứ hai, thường là quan hệ tình tiền. Một số người đồng tính dùng tiền để mua dâm người bình thường. Sau khi phát hiện người đồng tính có tiền, hung thủ sẽ tìm cách sát hại để cướp tài sản. Phần lớn các vụ án giết người liên quan đến người đồng tính xảy ra ở dạng quan hệ này. Đại tá Quyền phân tích, trong những vụ án giết người mà nghi vấn từ những mối quan hệ đồng tính, việc khẳng định nạn nhân có thuộc thế giới thứ ba hay không có ý nghĩa quan trọng. Việc này giúp cho việc định hướng điều tra, khoanh vùng, rà soát kẻ phạm tội. Việc xác định nạn nhân là người đồng tính được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin, trong đó có dữ liệu cá nhân như hình ảnh trong điện thoại, đồ dùng trong nhà, nắm bắt thông tin bạn bè, người thân, hàng xóm. Đa phần người đồng tính sống độc thân nên đồ dùng trong nhà gọn gàng, ngăn nắp. Một số người đồng tính nam có trang phục nặng màu mè, có người thích dùng mỹ phẩm. Đây là những thông tin cá nhân để công an tham khảo, khai thác trong quá trình điều tra. Ngoài ra, cảnh sát còn thu thập chứng cứ từ những hình ảnh, băng đĩa thu hình phát hiện tại hiện trường. Băng đĩa xách đồng tính, chất bôi trơn là một trong những vật dụng đặc trưng của người đồng tính. Do người đồng tính thường sống khép kín, che giấu thân phận giới tính thứ ba, nên ngoài thông tin cá nhân trên, công tác khám nghiệm, pháp y tử thi có vai trò quan trọng trong xác định nạn nhân có phải là người đồng tính không. Những dấu hiệu bất thường ở bộ phận sinh dục, bài tiết cũng là một căn cứ để bác sĩ pháp y nhận định giới tính của nạn nhân. Tình trạng nạn nhân bị hạ sát cũng là một thông tin quan trọng. Thông thường, nạn nhân bị phạm tội hạ sát trong hoặc sau khi ân ái, nên khi phát hiện, bị hại thường trong tình trạng lõa thể, hoặc chỉ mặc quần lót, hoặc đang trong tư thế cởi bỏ quần áo. Tối muộn ngày 29 tháng 1 năm 2011, anh Nguyễn Chí Thành ở Nhân Chính, Thanh Xuân đến nhà anh trai là Nguyễn Chí Hùng ở quận Long Biên, thấy anh Hùng chết trong tư thế nằm ngửa trên giường, xung quanh có nhiều máu. Khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác định nạn nhân tử vong do bị vật cứng đập nhiều nhát vào đầu. Thời gian anh Hùng tử vong khoảng 4 đến 5 ngày trước khi bị phát hiện. Tài sản bị mất gồm xe máy, điện thoại, nhẫn vàng. Nạn nhân tử vong khi mặc áo ba lỗ, quần nỉ đông xuân màu trắng có tụt xuống ngang đùi. Khám nghiệm tử thi phát hiện có dịch nhầy màu trắng đục ở hậu môn. Đây là điểm bất thường để xác định nạn nhân là người có quan hệ đồng tính. Từ đó, cơ quan điều tra tập trung rà soát một số nam thanh niên từng qua lại nhà nạn nhân. Hàng loạt người nghi vấn bị triệu tập đến làm việc. Nghi can số 1 của vụ án là Lưu Công Hoàng, sinh năm 1991, quê ở Lương Sơn, Hòa Bình. Trong 72 giờ truy xét, Công an Hà Nội đã bắt giữ được Hoàng. Tại công an, hung thủ khai mới quen nạn nhân được vài tháng, nhiều lần đến nhà anh Hùng ăn ngủ. Biết anh Hùng sống độc thân, có nhiều tài sản, nên Hoàng nảy sinh ý định giết hại để cướp. Đêm ngày 24 tháng 1 năm 2011, hung thủ đến nhà anh Hùng, lấy chiếc chày gỗ, giấu vào chăn làm hung khí. Khi anh Hùng từ tầng 1 lên phòng ngủ, đang cởi bỏ quần áo, thì bị Hoàng dùng chày đập vào đầu tử vong.
hắn lấy 4 chiếc nhẫn vàng, điện thoại, xe máy của anh Hùng bỏ trốn vào Thanh Hóa. Với hành vi giết người, cướp tài sản, Lưu Công Hoàng bị tòa tuyên án tử hình. Thượng tá Nguyễn Quốc Hải, đội trưởng đội pháp y, sinh học, phòng PC54, Công an Hà Nội cho biết, các vụ án giết người đồng tính thường phát hiện muộn. Đây là một khó khăn đối với cơ quan điều tra trong khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết để truy nguyên thủ phạm. Điển hình như vụ sát hại anh Mai Xuân Nghị, sinh năm 1972, quê Quỳnh Phụ, Thái Bình, thuê trọ tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Vụ việc được người dân phát hiện trưa ngày 2 tháng 2 năm 2013, tức 22 Tết Quý Tỵ. Chủ nhà là ông Nguyễn Hữu Hòa cho anh Nghị thuê ở từ năm 2005. Căn phòng anh Nghị thuê là nhà cấp 4, rộng chừng 10m2 ngay sát cổng ra vào, liền kề gian phòng thờ của gia đình ông Hòa. Ngoài anh Nghị, có anh Nguyễn Duy A, người quen của gia đình chủ nhà, ở nhờ trong căn nhà máy bằng cùng khuôn viên. Thời điểm phát hiện vụ việc, gia đình ông Hòa vào ngôi nhà trên để quét dọn gian thờ, chuẩn bị thắp hương ngày 23 Tết thì phát hiện mùi hôi thối. Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình gọi người thân ở thôn đến phá cửa, phát hiện anh Nghị chết trên giường, xác đang trong giai đoạn phân hủy. Khám nghiệm hiện trường ghi nhận nạn nhân chết không mặc quần, trên cơ thể anh này có nhiều thương tích. Khám nghiệm tử thi, công an nhận định đây là vụ giết người cướp tài sản. Giữa thủ phạm và nạn nhân được cho là phải có quen biết. Kẻ gây án có thời gian ở trong phòng cụ bị hại, sau đó bất ngờ tấn công khi anh này ở trên giường. Nạn nhân không có vợ, hành nghề bán hàng qua mạng. Quá trình thuê trọ chỉ ở một mình, anh này sống khép kín, thỉnh thoảng có bạn trai qua chơi và ngủ lại phòng trọ. Chủ nhà cho biết anh Nghị là người hiền lành, quan hệ đúng mực với những người xung quanh. Tuy hay về muộn, nhưng quá trình thuê trọ, anh này không để xảy ra điều tiếng. Tuy nhiên, việc nạn nhân bị chết trong tình trạng không mặc quần dẫn đến nhận định khả năng nguyên nhân vụ án xuất phát từ quan hệ đồng tính. Việc một người đàn ông độc thân thoát y trong nhà được cảnh sát cho là bất thường. Tổ chức điều tra, ra soát người trong diện nghi vấn, cơ quan điều tra loại trừ anh Nguyễn Duy A, người cùng thuê trọ. Tập trung khai thác mối quan hệ của anh Nghị, trinh sát khoanh vùng một người quen biết với nạn nhân qua mạng Internet. Nghi phạm có nickname là Huy, khoảng 20 tuổi. Trên cơ sở tấm ảnh của Huy, lực lượng điều tra xác định người này tên thật là Bàn Phúc Trung, sinh năm 1992, ở Thái Nguyên. Thanh niên này từng có tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tối mùng 1 Tết Quý Tỵ, cơ quan công an bắt được Trung khi y đang ẩn náu tại một lán trại trên núi thuộc huyện Đông Hỷ, Thái Nguyên. Tại công an, Trung khai quen biết anh Nghị qua mạng và đến nơi trọ của nạn nhân bán dâm. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trung lấy dao nhọn để ở giá sách gần đầu giường, đâm 2 nhát làm anh Nghị tử vong. Hắn cướp 2 điện thoại, dây chuyền bạc của nạn nhân rồi bỏ trốn. Số tài sản cướp được, Trung bán lấy tiền ăn tiêu hết. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.